Rồi, alo. Dạ, bây giờ chỗ này mình sẽ quiz sheet 1 đi ha. Dạ, thực ra cái này thì mình đặt ở ngay trong cái sheet này rồi nên mình gọi cái biến cố này thì nó hơi thừa, nhưng mà cái hàm là quiz thì nó hơi thừa, nhưng mà thôi cứ vậy đi ha. Rồi sếp. Rồi, sếp của mình á, khi mà mình tạo mới thì sếp của cái nút update không? Sub update bằng MSO2 phone. Đúng rồi. Đó. Bây giờ mình thử ha. Mình thử cái ha. Coi có bị sai gì không? Chấm visible. Rồi, ok. Ok rồi. Rồi nó đã ẩn rồi đó. Ok ha. Rồi bây giờ tiếp. Tương tự như vậy, khi mà mình tạo mới thì cái nút delete nó cũng sẽ ẩn luôn ha. Ok. Nút delete visible bằng phone. Rồi cái nút mà cái sếp tạo mới lưu mới hình đặt là tạo mới đúng không? Lưu mới. Ok. Lưu mới thì nó bằng MSO2. Ok. Bây giờ mình thử tạo mới cái ha. Đó. Ok. Rồi bây giờ khi mình click vô đây thì nó sẽ gọi cái kia nó nổi lên và cái tạo mới nó sẽ ẩn xuống. Đúng rồi, cái lưu mà nó ẩn xuống đi ha. Đó. Cái lưu mới nó sẽ ẩn thì mình copy nguyên cái này đó. Mình đưa lên cái selection chain này, sau khi nó load xong cái user form thì nó sẽ chỗ này mình không cần gắn sếp chấm cũng được ha, bởi vì mình đang thao tác ngay trên cái worksheet này. Rồi thì bây giờ cái update thì nó update thì nó sẽ hiện ra. Rồi cái delete thì nó sẽ true. Cái dưới này thì nó sẽ false. Ok. Ok. Tạo mới cái. Đó. Thì như vậy bây giờ giả sử như từ cái vị trí này em kéo cái nút kia em bỏ lên trên, nó nằm ngay cái dòng này luôn đi, để mà giống như là nó thay đổi cái chức năng ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ đầu tiên là mình cho nó chua hết đi ha, để mình chồng nó vô. Rồi lưu mới thì mình chuyển nó sang cái màu khác đi, ví dụ màu xanh lá đi chẳng hạn. Đó. À, cái update này nó chồng vô đây. À.
ok, bilic thì là màu đỏ đi chẳng hạn. Này cho nút màu khác đi tí. Ở này anh có thể anh sắp xếp lại nó ra thành cái menu ha. Rồi em click vô đây. Bây giờ mình sẽ sửa lại ha. Lại thành rồi. Ok. 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 Đúng rồi. Ví dụ vậy, cái hiện form này có thể đẩy qua bên này. À, đoạn code của mình nó cũng rất là đơn giản, mình có thể mình điều khiển được cái user form của mình. Được luôn. Cái đó thì trong hôm nay mình sẽ học luôn ha. Bây giờ mình đang thao tác với cái thằng này. Đó. Đó. Này giả sử như vậy là mình đã xong cái phần cái form nhập liệu và nó tự động nó update value cho mình. Thấy dễ không? Dễ. Yeah, ok. À. Đúng rồi. Đúng rồi, để mà mình làm mà nó tốt thì mình phải thực hành rất là nhiều lần. Cho nên nếu mà làm một lần mà để mà đạt được liền thì người đó phải thứ nhất là có khiếu. Dạ. Ok anh ha. Đó thì với một cái form mà mình thiết kế ngay trên worksheet như thế này, mình có thể mình tạo một cái form nhập liệu rất là nhanh. Đó.